Nhiều khi ý, vợ chồng nói chuyện vui với nhau là cứ cái gì tốt ý, thì bảo là giống nhà nội hay giống bố ý, còn cái gì xấu ý, thì đẩy ra giống mẹ. Thực ra ý, thì có 4 đặc điểm sau đây là con gái sẽ được thừa hưởng từ bố các bạn ạ. Thứ nhất ý, đó là sống mũi cao. Đặc tính này được thừa hưởng từ bố. Thứ hai ý, đó là màu da. Các bạn cứ nghĩ rằng ý, là uống nhiều nước dừa hay ăn trứng ngỗng ý, là hay ăn trứng gà là để da trắng hơn. Thực ra ấy, cái làn da của trẻ ấy, nhất là bé gái được thừa hưởng di truyền từ bố rất là nhiều. Thứ ba, đó là về bí mật với những đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra ấy. Thì các bạn để ý là cái mí mắt của nó rất là giống bố đúng không ạ? Trong quá trình khi mà bé lớn lên ấy, thì nó có một sự thay đổi nhỏ cơ bản là được di truyền từ bố. Thứ tư, đó là về mặt tính cách mà người ta thường nói rằng là con gái chính là người tình kiếp trước của bố. Cho nên ấy, bé được thừa hưởng rất nhiều những tính cách tốt từ người cha. Đó là sự mạnh mẽ, là tinh thần trách nhiệm và là sự ấm áp bên trong bố, hay dành ra nhiều thời gian hơn nữa với con cái của mình. Các bạn hãy chia sẻ thông tin này nhé.